chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh đêm nay và ngày mai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 36 độ C. Sau đây là thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 36 độ C, độ ẩm 70%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 35 độ C, độ ẩm 75%. Khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, ở khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 cho đến 35 độ C, độ ẩm 77%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 36 độ C, độ ẩm 70%. Khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 36 độ C, độ ẩm 73%. Cảnh báo thời tiết ít mưa, ngày nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0,55 cho đến 0,60 m. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai.